Xin chào các bạn đang xem video. Hôm nay là video của ngày 18 tháng 9. Như thường lệ mình lên vào mỗi thứ hai hàng tuần. Các sản phẩm dao của mình đều đã được mài sắc bén như mới và mình mài bằng đá nước. Trong quá trình hoàn thiện, mài với đá độ mịn 3000, một số cây dao cũng mài với độ mịn 6000. Giá bán bên mình thì chưa bao gồm phí ship, kích thước và test độ sắc bén, mình sẽ báo cụ thể trên video, test trên video. Phí ship thì mình tính đồng giá bằng 30.000 đồng. Các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323 và đặt cọc trước cho mình 50.000. Đấy là cái trách nhiệm của người mua với người bán. Còn bên mình, trách nhiệm của người bán sẽ là đưa đúng hàng, gửi đúng hàng. Trường hợp có nhầm lẫn hay là chất lượng không như ý muốn, không như mong muốn, không như mình giới thiệu thì các bạn sẽ từ chối nhận hàng và bên mình sẽ trả lại cái phí cọc của các bạn. Phần còn lại các bạn sẽ thanh toán sau khi nhận đúng hàng. Rồi mình đi vào chi tiết. Hôm nay thì có đa dạng các sản phẩm dao Nhật bãi. Mình sẽ review một loạt. Có dao lóc này, đề ba này, đề ba hai mặt này, tam tô này, dao chặt, Betty cũng rất là nhiều. Thì đầu tiên là mình giới thiệu về Tato. Cái dòng này thì mình không chuyên mài về nó. Tất cả các video trước mình đều không có mài cái Tato nào hết cả. Thì mình để nguyên tình trạng bãi nó như thế nào thì mình giới thiệu với các bạn như vậy. Hôm nay có một cặp. Này chiều dài lưỡi là được 16.5, 16.4 này. Bản rộng là 2.3. Độ dày cái này là gần 5 ly, có rãnh hai bên. Cái này thì các phụ kiện của nó là bằng sừng, mình nghĩ là vậy. Cái này là bằng sừng này, đinh chốt cũng bằng sừng, phía sau cán này cũng bằng sừng. Thì các bạn về test. Cây thứ hai là một cây, cái này nó dày hơn, 17.2. Bản rộng 3. Độ dày cái này là hơn 6 ly một chút. Ốp bằng đồng thau. Cái này cán hơi sọc sạch một chút. Cái này trọng lượng, kích thước nó lớn hơn so với cái này. Thì hai cái này mình bán đồng giá là 600.000 đồng. Ngoài ra mình có một cái cây này. Thực ra là mình bên chuyên giao Nhật bãi, hôm vừa rồi cũng chốt của một anh chuyên đi làm bãi ở trong Sài Gòn. Một cây này mình về cũng chưa vệ sinh, hàng vừa mới về. Cái này nó có chữ chữ khắc thủ công. Mình mới vệ sinh sơ qua để mình xem cái chữ nó còn không, cái chữ từ đây xuống đây. Kích thước cái này thì rất là khủng. Chiều dài là 64 này. Đây là chiều dài thân. Cái này thì phần bụng nó ở đây. Mà nó dày, rất là dày. Cán của nó, dòng cán này thì nó dài. Nguyên cái phần tang cán này lên tới là 24. 24. Và độ dày của cái này, nó dày từ phần sát cán. Dày là 7 ly, hơn 7 ly. Về phần mũi cuối cùng này nó lên tới là 3 ly. Cầm cái này nó rất là đầm. Một cây cảm giác như là một cây trường đao. Cầm ở hai tay. Thì cái này cũng như Tanto, mình rất là hiếu kỳ, mình chốt cái này. Nhưng mà để làm cái này đẹp thì thực sự là khó. Lưỡi cân, tức là lưỡi hai bên. Anh em nào có thể làm cái này thì liên hệ với mình. Cầm cầm hai tay. Rồi mình đi vào 39 ngày 1 là một cây dao rừng, cây dao đi rừng. Cái này là chữ khắc thủ công. Lưỡi dao dùng cho tay phải. Đặc biệt cái này dùng lõi.
lõi của nhà máy Hitachi thép Yasuki. Lõi rất là cứng. Đây là một cây dao rừng dạng mini, hoặc có thể người ta dùng nhiều nó mòn đến vậy thì mình không biết, nhưng mà lõi còn rất là tốt, thép Hitachi, chữ khắc thủ công. Cán cái này nó hơi bị sứt một xíu này, tuy nhiên là không có bị sọc sạch. Kích thước lưỡi cái này là 18.3, phần rộng nhất cái này còn 3.5. Độ dày cái này là 6 ly. Bạn nào cần một cây dao chặt kích thước nhẹ vừa phải thì lấy cái này rất là ok. Thép Hitachi thì nó cao cấp lắm. Thép chuyên rèn dao, độ cứng của nó lên tới 65 HRC. Rất là cứng. Cái này mình bán là 270.000 đồng. Video của mình thì nó nhiều mã sản phẩm. Các bạn có thể tua nhanh đến cái mã sản phẩm mình quan tâm. 39-2, một cây dao 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gỉ. Cái này mang dáng của một cây dao bài Việt Nam, sản xuất tại Nhật Bản. Lõi carbon lên đến sống dao này, cầm như một cây dao bài. Cán thì còn rất là chắc, tem còn trên cán dao, mộc truyện. Cái này dùng thái rau cỏ hoặc là các cụ dùng bổ dầu trầu cau rất là ok, nó bén, nó sạch. Chiều dài là 13.3, bản rộng cái này là 3.7. Độ dày cái này là 1,5 ly, giá bán là 130.000 đồng. Mình bán dao bãi đã qua sử dụng, nên mình rất đề cao cái khâu là vệ sinh sạch, rồi mài bén tối đa. Các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mài lại đâu. Và bên mình hạ mét dao thường nó rất là rộng, cho nên là trong quá trình sử dụng các bạn mài lấy lại độ bén rất là nhanh. 39-3, một cây Nakiri 3 lớp thép, thép carbon kháng gỉ 3 lớp thép. Lõi cái này rất là đẹp, lõi rộng. Rồi. May phần lưỡi của nó không bị vấn đề gì. Chiều dài lưỡi là 14. Bản rộng là 4.3. Độ dày. Dày sắt cán cái này là 3 ly. Về phần mũi cái này là còn 1,5 ly. Cái này cũng mang dáng của một cây dao bài, rất là bén, lõi rất là đẹp. Những cây dao nó mỏng như vậy các bạn chỉ dùng để thái thôi. Cây nào có thể chặt mình sẽ giới thiệu rõ ở trên video. Giá bán là 200.000 đồng. 39-4, một cây Usuba 2 lớp thép, lưỡi dao vát dùng cho tay phải. Cái này kích thước lưỡi khá là dài, cán gỗ khâu sừng. Thì cái khâu sừng này nó bị nứt, chất liệu bằng sừng nó thường hay bị nứt. Mình không có tháo ra được, bởi vì tháo ra nó sẽ dễ bị hư cái khâu này. Cho nên là mình vá khâu lại bằng keo hai thành phần. Mặc dù nó bị nứt, tuy nhiên là nó còn rất là chắc. Chỗ tay cầm nó thiết kế một cái điểm nhấn này, khi mình cầm tay mình thái này. Cán và khâu hình chữ D. Chiều dài lưỡi là 19.3, bản rộng là 4.5. Dày sắt cán cái này 5 ly. Về mũi là còn hơn 2 ly. Giá bán là 300.000 đồng. 39-5, một cây Yodeba. Cái này lưỡi dao hơi thiên về dùng cho tay phải.
Một cái tên gọi khác của nó là đè ba Âu, đó là nó thiết kế có thể chặt được, chặt gà. Cán dao hai đinh chốt, thiết kế mặc định của nó mỏng dần về mũi với cái phần tang cán này. Thép của nó có kháng rỉ nhẹ, chiều dài lưỡi là 21, bản rộng sát cán cái này là 4.9, độ dày dày cái này là hơn 5 ly, chưa khắc cả hai bên. Cái này dùng đa năng, lọc, thái, chặt đều được. Kênh của mình thì thường rất là đề cao cái vấn đề mài sắc, bởi vì dao Nhật bãi, cái thép của nó rất là cứng. Nếu các bạn mua về mà không được mài sắc bén ngay từ đầu thì nó không có đá tốt thì sẽ không thể thể lấy lại độ bén được. Nó rất là cứng, rất là khó mài. Tuy nhiên khi hạ mép được như vậy rồi thì các bạn dùng và mài sắc lại nó dễ dàng hơn. Mình bán cái này là 700.000 đồng. 39 gạch 6. Một cây ghi ô tô. Thép carbon nguyên khối, có kháng rỉ rất là cao. Cây này thì không thấy chữ ở trên thân dao. Tuy nhiên thì cây này thép độ đàn hồi rất là cao và cứng, dù uốn không bị biến dạng. Cán gỗ 3 đinh chốt, gỗ không bị hở. Cái này dùng bổ hoa quả thái thì rất là ok. Thép của nó rất là cứng. Chiều dài lưỡi là 23.7, bản rộng sắt cán là 4.5, độ dày gần 2 ly. Giá bán là 380.000 đồng. Thép nó độ đàn hồi rất là cao, lưỡi dao mình hạ rất là thoáng. 39 gạch 7. Một cây Santoku 3 lớp thép, lõi không rỉ và ốp không rỉ của làng rèn Sakai. Sử dụng lõi thép là VG10. Đường gian mai của nó lượn sóng rất là đẹp. VG10 thì độ cứng của nó và độ giữ bén của nó cũng tương đương với thép giấy xanh. Chiều dài lưỡi là 18.4. Bản rộng cái này là bản rộng sắt cán là 4.5. Độ dày dày là gần 2 ly. Tình trạng dao rất là đẹp, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Giá bán cái này là 600.000 đồng. Chỉ dùng để thái. 39 gạch 8. Một cây Santoku 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gì. CH 400 đóng ở trên thân dao. Cán không bị hở, còn rất là liền lạc. Hai đinh chốt. Chiều dài lưỡi là 16.4. Bản rộng 4.5. Độ dày cái này gần 2 ly. Mình bán 300.000 đồng. Santoku nó là một cái dáng dao rất là phổ thông, nó đa năng, dùng được cho nhiều việc. Nói chung là khi bất kể một người nội trợ nào cầm đến nó thì đều thấy nó dễ sử dụng. Thái, lọc. Mình bán 300.000 đồng. 39 gạch 9. Một cây dao 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gì. Cái này là có chữ khắc thủ công ở trên thân dao này. Đinh chốt bằng đồng thau, một cái lỗ ở đây để treo, người ta có thường buộc cái dây.
Chiều dài lưỡi là 15.7. Bản rộng cái này là 4.1 sát cán. Độ dày hơn 1 ly một chút. Giá bán là 200.000 đồng. Ba chín gạch 10, một cây Santoku. Cây này sử dụng thép nguyên khối, không gỉ. Khâu đúc, cán gỗ 3 đinh chốt, còn hoàn toàn như mới. Cán này, dòng gỗ cao cấp không bị hở đâu. Để ở bãi mà nó vẫn đẹp như vậy. Như vừa mới bóc từ hộp ra. Cái này có lẽ là nó có chữ in ở trên thân dao. Tuy nhiên thì trong quá trình vệ sinh hoặc là ở bãi hay là người ta dùng, mình thấy khi về với mình nó không còn nữa, không còn chữ. Chiều dài lưỡi 16.3. Bản rộng 4.5. Độ dày dày gần 2 ly. Giá bán là 230.000 đồng, một cây dao hoàn toàn như mới. Dùng cái dòng thép không gỉ thì nó sạch. Ba chín gạch 11, một cây Nakiri, 3 lớp thép, hàng rèn thủ công, lõi không gỉ và ốp không gỉ. Cái này có logo hình trái cà Nasu, chữ khắc cả hai bên. Mình không có thông số lõi là sử dụng thép gì. Thường theo kinh nghiệm thì một số những cây dao nó có đóng chữ sử dụng lõi thép gì ở trên thân dao thì người bán dao ra bãi nó sẽ dễ khẳng định cũng như là chia sẻ được cái chất thép của nó. Còn nó không đóng cái lõi gì thì hầu như là dựa vào kinh nghiệm. Một số anh em có thời gian người ta check ở trên Google sẽ ra được cái thông số của nó. Chiều dài lưỡi là 16.4, bản rộng là 4.8, độ dày dày sát cán cái này là 4 ly rưỡi, về mũi là còn 1 ly. Đặc trưng của cái dòng Nakiri thủ công thì nó dày thì trong và mỏng dần về mũi. Chỉ dùng để thái. Cái này mình bán với giá là 300.000 đồng. Ốp không gỉ và lõi không gỉ, rất là sạch. Ba chín gạch 12, một cây Nakiri, thép carbon, hàng rèn thủ công, dày thì trong, mỏng về mũi, 3 lớp thép. Thép carbon thì nó có gì? Cái khâu bảo quản nó cần bảo quản kỹ hơn so với thép không gì. Thiết kế mặc định của hãng sản xuất nó như vậy. Chiều dài lưỡi là 16.4, bản rộng là 5.3. Dày sắt cán cái này 4 ly rưỡi. Giá bán 280.000 đồng. Hàng này chỉ dùng để thái. Ba chín gạch 13, một cây Nakiri, cũng là thép carbon, hàng rèn thủ công. Cái này tình trạng dao còn khá là mới. Lõi dao. Chiều dài là 16.5, bản rộng là 5.2. Độ dày, dày cái này là 4 ly rưỡi. Này cũng có giá là 280.000 đồng. Nó rất là mỏng, cho nên là các bạn không dùng để chặt được, chỉ dùng để thái. Mình thấy văn hóa của người Nhật, người ta thái, người ta hay kéo như vậy này. Người ta lọc thịt và xương nó tách biệt ra và người ta thái. Thái thịt nó dùng kéo là nhiều. Dao của họ thiết kế nó rất là mỏng, tối giản về cái kích thước cũng như là trọng lượng. 39-14, một cây Nakiri, thép carbon, 3 lớp thép, hàng rèn thủ công,
Nó dày từ trong, mỏng về mũi. Câu này cũng khá là nhiều chữ. Lõi dao mình mài với độ mịn 3.000. Đá của mình đá Nhật, mình mài tới độ mịn 3.000, cắt giấy rất là ngọt. Các bạn nào quan tâm về đá, nhắn tin với mình vẫn còn một số viên đá. Chiều dài lưỡi là 16.6, bản rộng là 5. Dày sát cán cái này là 4 ly, về mũi còn hơn 1 ly. Giá bán 280.000 đồng, hôm nay mình chỉ có 4 cây Nakiri. Thép có độ cứng cao, độ giữ bén cao, tuy nhiên họ rèn rất là mỏng, lưỡi dao rất là mỏng. Nó có sẽ có độ cái sắc bén tối đa, tuy nhiên nó mỏng như vậy. Các bạn hình dung nó độ cứng thì nó sẽ đi đôi với độ giòn. Mình chỉ cần chặt một cái là nó sẽ mẻ luôn. Ba chín gạch 15, một cây dao 3 lớp thép, lõi là thép carbon ốp không gỉ. Cái này có chiều dài lưỡi rất là dài. Trên đây mình nhận ra được chữ Masa. Một số cái chữ mà nó khắc thủ công thì nó rất là khó nhìn. Khâu là bằng kim loại thép không gỉ. Rất là sạch, thiết kế rất là sạch. Lõi thép carbon. Thép carbon thì nó có ưu điểm, nó có độ sắc bén cao, độ giữ bén của nó rất là lâu và dễ mài. Cái nhược điểm của nó là nó hay bị gỉ. Người ta khắc phục cái nhược điểm đó bằng ốp không gỉ. Chỉ để hở một xíu ở cái phần lưỡi này dao này là cái thép carbon đó. Thì như vậy là đang sử dụng được cái ưu điểm của nó là sắc bén và khắc phục cái nhược điểm của nó là không gỉ. Những cái phần thép carbon ở giữa. Mình chia sẻ như vậy với một số các bạn chưa dùng thép 3 lớp của Nhật Bản. Chiều dài lưỡi là 18.1. Bản rộng là 4. Độ dày cái này là 2 ly. Giá bán 230.000 đồng. Dùng để thái và lóc cái này thì rất là hay. Bởi vì lưỡi dao dài, có mũi nhọn. Cắt rất là ngọt. 39-16. Một cây Santoku. Thép carbon. 3 lớp thép. Cái này sử dụng lõi thép giấy xanh. Hàng rèn thủ công, nó dày thì trong, mỏng về mũi, ốp kháng gỉ. Tình trạng dao bãi mà được như vậy thì hoàn toàn là có kháng gỉ, nhưng mà kháng gỉ nhẹ. Kháng gỉ tức là vẫn có gỉ, cái tốc độ ăn mòn của nó chậm. Cái này của làng rèn Tosa. Cán gỗ khâu nhựa. Chiều dài lưỡi là 16.7. Rộng sắt cán cái này là 5.2. Độ dày. Dày sắt cán cái này là 4 ly rưỡi. Về mũi còn 1 ly rưỡi. Giá bán là 350.000 đồng. Vì cái này mình thấy là cái phần mũi của nó không được cứng nhiều như cái phần ở bụng. Không biết là cái lõi của nó có vấn đề gì không. Tuy nhiên thì để thái cái này thì còn rất là thoải mái. Độ cứng của nó không cứng bằng thôi. Còn so với những cây dao khác thì vẫn thoải mái. Những cây dao có ưu điểm, nhược điểm, mình đều chia sẻ rất là chi tiết. Cố gắng nhớ để chia sẻ chi tiết. Thì các bạn sẽ có những cái đánh giá để mình chọn mua sản phẩm. 350.000 đồng. 39-17. Một cây dao sử dụng thép nguyên khối, không gỉ. Cán này là cán nhựa, nhựa rất là cứng. Nhựa chống cháy, 3 đinh chốt, cho nên là dao nó không bị hở. Thường những dòng dao châu Âu hay có thiết kế như vậy. Cái này khâu đúc, chiều dài lưỡi là 17.8, bản rộng cái này là 3.8. Độ dày, dày cái này là 1 ly rưỡi, bán là 200.000 đồng. Sử dụng nguyên khối thép không gỉ.
39-18, một cây san tô cư, ba lớp thép, lõi thép carbon úp không gỉ. Tình trạng dao còn hoàn toàn như mới. Cây này lưỡi dao khá là dài. Cán còn liền lạc, không bị hở. Chiều dài lưỡi là 17.9, bản rộng 4, độ dày cái này là gần 2 ly, giá bán là 280.000 đồng. Cái này nó cứng, tình trạng dao thì hoàn toàn như mới, cảm giác như dao mới bóc hộp ra, cán dao cũng vậy. 39-19, một cây 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gỉ. Cái này rất là nhiều chữ khác, stainless steel, thép không gỉ. Chốt bằng đồng thau. Chiều dài lưỡi là 16.3, bản rộng là 4, bản rộng là 3.9. Độ dày cái này 1 ly rưỡi. Tình trạng nó có hở một chút xíu ở cái phần cán là sắt, sắt cổ dao này. Cho nên mình bán cái này với giá 180.000 đồng. Dùng những cái này các bạn thái rau, thái thịt chín này, thái đồ chín này thì rất là sắc bén và sạch. Chữ khắc thì rất là nhiều. 180.000 đồng. Rồi mình đi vào cái lô dao mini này. 39-20. Một cây dao 3 lớp thép. Lõi rất là đẹp. Tình trạng dao bề mặt kháng gỉ, dù ở bãi có kháng gỉ. Chỗ này bị lấm tấm gỉ một chút đầu kim và phần ốp thôi, lõi không ảnh hưởng gì. Những cái dòng dao này những cái khách mua họ sử dụng họ phản hồi rất là tốt, lõi cực kỳ bén. Dáng của một cây dao dao bầu Việt Nam, chiều dài lưỡi là 13.2, bản rộng, phần rộng nhất cái này là được 3.3. Độ dày sắt cán cái này là 4 ly rưỡi. Mũi của nó còn 2 ly, cầm cái dao nó rất là chắc chắn. Cái cán và khâu nó là cái thiết kế đặc trưng của hãng. Chia sẻ thật là mình cũng không biết nó là hãng gì. Bởi vì thường cái dòng này nó ít khắc chữ. Nó rất là bén. Mình bán là 280.000 đồng. 39-21. Một cây Betty, 3 lớp thép, lõi không gỉ và ốp không gỉ. Khâu đúc, cán phun tang ra đằng sau. Cái này đặc trưng của nó là nó dày thì trong và mỏng dần về mũi. Lõi không gỉ thì thường nó sử dụng là VG10. Chiều dài lưỡi là 14.5, bản rộng là 2.8. Dày sắt cán cái này 3 ly, về mũi là còn 1 ly, giá bán 300.000 đồng. Betty dùng bổ hoa quả, thái đồ chín. Chiều dài 14.5, chiều dài rất là thoải mái. 39-22, một cây Betty của Masamoto. Hôm nay có hai cây Betty của Masamoto, cái hàng mình rất ít khi gặp. Cái này thì chốt bằng đồng thau, thép kháng gỉ nguyên khối, thép carbon. Chiều dài lưỡi là 12.1, rộng sắt cán cái này là 2.7. Độ dày cái này là 1 ly rưỡi. Masamoto thì nó là một thương hệ cao cấp rồi. Bề dày lịch sử truyền thống của nó lên tới 155. Khi rảnh mình cũng có tìm hiểu qua. Mình bán 300.000 cái này. 39-23 cũng là một Betty của Masamoto. Con này mộc truyện, chữ khắc nó có hơi khác một chút so với cây 22. Bên này thì một cây có mộc, một cây không.
Sử dụng thép carbon kháng rỉ. Chiều dài lưới là 11.9. Bản rộng là 2.5. Độ dày gần 2 ly. Giá cái này cũng là 300.000 đồng. Ba chín gạch 24, một cây cái này là một cây thép carbon, một cây đề ba thép carbon, đề ba lưỡi hai mặt nguyên khối, thép carbon nguyên khối, đúng rồi. Nó đặc trưng của nó là nó dày đều, dùng cho cả tay trái và tay phải. Chiều dài lưỡi là 10. Bản rộng là 3.3. Độ dày dày chừng 2 ly. Cán còn tem này. Cái này mình bán 100.000 đồng. Cái hàng nguyên khối thì thường mình sẽ đánh giá nó thấp hơn, nó rẻ hơn so với dòng 3 lớp. Ba chín gạch 25. Một cây Santoku, cũng có thể là coi là một cây đề 3 mini, gọi là nó dáng nó hơi giống nhau. Ba lớp thép, sử dụng lõi thép giấy xanh của nhà máy Hitachi, thép Yasuki. Đóng mộc truyện rõ ràng. Khi có mộc truyện rõ ràng thì mình sẽ khẳng định. Cái này nó khá là dày. Dày đi, dày, phần mũi cũng dày. Chiều dài lưỡi là 10. Bản rộng 3.5. Độ dày cái này là 3 ly rưỡi. Phần mũi còn 2 ly. Cái này mình bán 180.000 đồng. Các bạn đi câu hoặc là dùng cho việc gì đó, dùng thép giấy xanh thì nó đã lắm. Nó cực kỳ bén. Nó cứng, cứng cáp. 180.000 đồng. 39-26. Một cây đề 3 mini. Lưỡi dao dùng cho tay phải. Thép carbon. Hai lớp thép. Chiều dài lưỡi là 11.4. Rộng sắt cán cái này là 3.1. Độ dày là 3.5. Này mình bán là 100.000 đồng. Đi câu, các bạn hãy thường dắt theo một cây dao mini bọc trong một cái túi da. Cái này thì rất là phù hợp. 39-27. Một cây Betty, sử dụng thép không rỉ nguyên khối. Cái này là thép kháng rỉ cao. Kháng rỉ rất là cao, có thể coi là không rỉ. Chữ và mộc truyện rất là đẹp. Hai đinh chốt. Phần trên này. Thép carbon. Bị hở rất là nhẹ, thậm chí có thể coi là không hở. Tình trạng dao thì còn rất là đẹp. Lưỡi dài, chiều dài lưỡi là 15, bản rộng là 2.8, rộng sắt cán, và độ dày, dày cái này là 1.5 ly, bán là 250.000 đồng. Dùng Betty nó lúc nào nó cũng rất là bén, cảm giác cũng là nó, Betty nó rất là sắc bén, kích thước nhỏ. Mình sẽ hạ thấp một chút cho nó rõ hơn. 39-28. Một cây dao lóc. Thép carbon nguyên khối. Cái này thì rất là nhiều chữ khắc. Bên đây có chữ khắc này. Kích thước lưỡi rất là dài. Bên đây cũng rất là nhiều chữ khắc. Các bạn có thể dùng cái Google dịch. Mình thì có nhiều dao cần phải xử lý, không phải cây nào mình cũng có thời gian, nhiều khi check nó cũng không ra. Chiều dài lưỡi là 16.8. Một cây lóc khủng. Bản rộng là 4.5. Độ dày cái này là 4 ly. Về mũi là còn 3 ly. Đúng vậy. Cán gỗ, hai đinh chốt bằng thau. Phần bên này, một cái đinh chốt nó bị mất cái mũ này.
Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì. Cán còn rất là chắc, cầm rất là chắc. Cây dao nó dài, chuyên về lóc. Thép thì rất là bén, dùng cho các bạn chuyên về lò mổ. Lưỡi dao thiết kế dùng cho tay phải, giá bán là 550.000 đồng. 39-29, một cây dao lóc sử dụng thép không gỉ nguyên khối, có là rất là nhiều chữ SS, MV, có lẽ đây là vanadium và molybdenum. Cán dòng gỗ thiết kế đẹp thẩm mỹ. Dưới đây nó có hai đinh chốt này. Đây có một điểm nhấn, cầm để ngón tay út chạm vào đây nó có điểm nhấn lõm xuống, cầm rất là chắc tay. Thép không gỉ, lưỡi dao thiết kế dùng cho tay phải. Chiều dài lưỡi là 14.7, bản rộng sắt cán là 3.9, độ dày 2,5 ly, giá bán là 420.000 đồng cho một cây dao lóc thép không gỉ. Ba chín gạch 30 cũng là một cây dao lóc. Cái này là họ thiết kế, mình cũng gặp những cây dao này rồi, nhưng đây có lẽ là họ chế thiết kế, chế theo cái dáng. Lưỡi dao dùng cho tay phải, cán gỗ 3 đinh chốt. Thép này kháng gỉ rất là cao. Chiều dài lưỡi là 15.7, bản rộng là 3.4. Độ dày hơn 2 ly, giá bán là 200.000 đồng. Này có được 3 cây lóc, bén khủng khiếp. Thép rất là cứng. Video nó thường khoảng độ 450 mã sản phẩm. Các bạn có thể tua nhanh đến mã sản phẩm mình quan tâm, nên các bạn sẽ chốt được cây dao sớm hơn. Bao 9-31, một cây Santoku sử dụng thép không gỉ nguyên khối, cán đúc, khâu của bằng kim loại có vân búa. Sử dụng thép molybdenum, đây là một cây của Barieto. Giá mới của nó cũng tầm 1,5 triệu. Thép không gỉ, bề mặt hoàn toàn như mới. Khâu đúc. Chiều dài lưỡi là 18.2, bản rộng là 4.2. Độ dày 2 ly, mình bán là 380.000 đồng. Cây dao nó rất là thẩm mỹ, đẹp, sạch. 39-32, một cây đề ba thép carbon có kháng gỉ. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. May có được hai cây đề ba. Kích thước cũng rất là tốt so với trung bình của một cây đề ba. Chiều dài lưỡi là 16.8, bản rộng là 5.1. Cái này có độ dày sắt cán, cái này là 9,5 ly. Cái này rất là dày. Hai lớp thép. Mình bán cây này là 350.000 đồng. Đề ba thì chuyên làm cá, lọc cá, lọc thịt và xương, rồi xử lý cái xương cá rất là ok. 39-33, một cây đề ba hai lớp thép, lưỡi dao cũng thiết kế về dùng cho tay phải. Này có mộc truyện chữ khắc thủ công. Mình tháo cán, tháo tang cán ra, vệ sinh từ trong và kết nối lại bằng keo hai thành phần. Những cây nào có thể tháo được mình đều vệ sinh như vậy, nếu không làm như vậy thì nó trong quá trình sử dụng nó sẽ ngấm nước vào trong rồi nó chảy cái nước ra màu vàng, rất là mất vệ sinh. Chiều dài lưỡi là 17, bản rộng là 5.2.
Độ dày sát cán cái này là 9 ly. Cái này dài hơn cái kia một chút. Mình bán là 380.000 đồng. Đề ba thì nó bén lắm. Lưỡi nó dày. 39 gạch 34. Một cây lai dáng giữa một cây đề ba và một cây santoku. Hàng thép carbon 3 lớp thép. Nó rất là dày. Cơ này còn hoàn toàn như mới. Còn nguyên lớp RAM chống rỉ. Khi mới sản xuất ra nó sẽ có cái lớp RAM này. Lớp oxit nó sẽ bám vào bề mặt. Và cây này sử dụng lõi thép giấy xanh. Rất lâu rồi mới gặp một cây dao thép giấy xanh còn mới như vậy. Nó dày. Cầm cây dao nó cảm giác cứng chắc. Rất là đẹp. Lõi thép giấy xanh. Mộc truyện đóng rất là rõ ràng. Chữ khắc đóng rõ ràng. Phần cán dao. Chữ. Có chữ này. Chiều dài lưỡi là 16.7. Bản rộng sắt cán cái này là 4.7. Độ dày. Dày cái này là 4 ly rưỡi. Phần mũi của nó cũng rất là dày. Mũi là 2 ly rưỡi. Bán cái này là 550.000 đồng. Cái này thì rất đáng để các bạn sưu tầm. Hàng này cũng ít có. Thép giấy xanh thì nó bén. Độ cứng của thép giấy xanh trong cái thang đo độ cứng nó dao động từ 62 đến 65 HRC. Tuy nhiên thì càng cứng quá, độ cứng càng cao thì nó càng dễ bị giòn. 39 gạch 35. Một cây Santoku 3 lớp thép. Cái này là lõi không gỉ. Xin lỗi, là lõi kháng gỉ và ốp không gỉ. Một cây dao theo mình đánh giá là rất là thẩm mỹ, đẹp. Cực kỳ đẹp. Cán nhựa trắng, nhìn như là sừng trắng. Mình đã tháo ra vệ sinh từ trong. Phần tang cán của nó cũng vậy, rất là sạch vì nó ốp không gỉ. Đây là chữ khắc thủ công. Lõi đường gian mai lẫn sóng. Lõi rất là rộng. Tình trạng bề mặt dao rất là đẹp, mới. Chiều dài lưỡi là 16.5. Bản rộng là 4.8. Độ dày. Dày cái này là gần 4 ly. Về mũi là còn 1 ly rưỡi. Bán cái này 400.000 đồng. Nó không đóng là dùng lõi thép gì. Tuy nhiên thì khi mà dùng cây dao này, cắt như cắt sợi mì, nó bén cực kỳ. Thẩm mỹ, đẹp, sạch. Cái này phù hợp với các bạn nào ngại dùng thép carbon. 39 gạch 36. Một cây Santoku 3 lớp thép, lõi không gỉ. À xin lỗi các bạn, lõi carbon có gỉ và ốp không gỉ. Đặc trưng của lõi carbon là nó là vệt xám ở sóng dao này. Ốp hai bên không gỉ. Chữ khắc thì chữ khắc thủ công. Một hàng. Cán và khâu hình chữ D. Bên đây có mộc truyện. Cán dòng gỗ rất là khỏe. Gỗ óc chó. Chiều dài lưỡi là 14.7. Bản rộng là 4. Độ dày. Dày cái này là 3 ly rưỡi. Giá bán là 300.000 đồng. Đã được kết nối bằng keo hai thành phần sau quá trình tháo tang cán để vệ sinh. Ba chín gạch 37. Một cây Santoku 3 lớp thép, lõi thép carbon kháng gỉ. Nó dày từ trong, cả lõi và cái phần ốp nó dày từ trong, mỏng dần về mũi. Ốp không gỉ. Có rất là nhiều chữ khác ở đây. Cán dao nó thiết kế kiểu như là cái cán của dòng Hirotomo. Chiều dài lưỡi là 16.5. Bản rộng là 4.4. Dày sát cán cái này 3 ly rưỡi. Về mũi là còn 2 ly. Mình bán là 400.000 đồng. Cán gỗ khâu nhựa.
Chỉ dùng để thái. Ba chín gạch ba tám, một cây Santoku của hãng Zico, một cái thương hiệu rất là hệ. Hãng này họ cũng phát triển một cái dòng đá mài riêng của hãng, đá mài rất là chất lượng. Mình đang đặt một bộ, nhờ người ở bên Nhật đặt, anh em hay cung cấp hàng cho mình. Cái này sử dụng lõi thép VG10 ốp Damascus, không gỉ, cán gỗ hai đinh chốt, dòng gỗ cao cấp, chữ khắc thủ công. Bà xã mình bà ấy lần đầu tiên nhìn thấy dòng Zico, bà bảo đây là một con chuồn chuồn, không phải cái chữ khắc của nó. Mình không biết là dao nào mà có hình con chuồn chuồn thì mình cứ hỏi mãi, cũng là hóa ra là chữ này nhìn hơi giống. Chiều dài lưỡi là 17, bản rộng là 4.6, gần 4.7, độ dày đều, dày gần 2 ly, giá bán là 1.4.000. VG10 dùng thì cực đã rồi, mà bén tương đương với giấy xanh, và ưu điểm của nó là không gì. 39 gạch 39 cũng là một cây Santoku của Zico, hãng Zico, lõi không gì, ốp không gì. Xin lỗi các bạn, cái này là lõi kháng gì, một vệt xám dọc theo sống dao. Thông số của cái này dùng lõi gì thì mình không có dành, còn những cây Damascus thì sử dụng VG10. Cán gỗ hai đinh chốt, cán còn liền lạc. Chiều dài lưỡi cái này là 16.7, bản rộng là 4.4, độ dày đều, độ dày 2 ly. Cái này mình bán 400.000 đồng. Zico, thương hiệu thì hệ rồi, các bạn mua cái dòng này yên tâm về cái chất lượng của nó. 39-40 là một cây Usuba, hai lớp thép, lõi dao, thiết kế dùng cho tay phải, hàng rèn thủ công, cán gỗ khâu sừng, nó dày từ trong, mỏng dần về mũi. Cái này nổi bật về cái lõi của nó, nó sau khi nó mài qua độ mịn 3000 thì cái tương phản màu sắc giữa lớp ốp và lớp lõi nhìn nó rất là rõ nét khác biệt. Lõi nhìn trong suốt, đẹp tuyệt vời, ấn tượng là cái lõi của nó. Cán và khâu hình chữ D. Chiều dài lưỡi là 17.2, bản rộng là 4.2, độ dày gần 5 ly. Phần mũi cái này là còn 3 ly rưỡi. Bên đây là có chữ khắc của hãng này. Bạn nào có dành hãng gì không? Thường cái biểu tượng hoa cúc và quả Kiku Ichi. Cực kỳ sắc bén. Thường dùng cho tạo hình hoa quả và dùng để thái. Mình bán là 400.000 đồng. 39-41, một cây Usuba, cái này là Usuba đầu vuông, lưỡi dao dùng cho tay phải của làng rèn Sakai. Cái này kích thước nó hơi nhỏ, mình sẽ bán rẻ. Các bạn nào muốn trải nghiệm một cây Usuba thì có thể mua cái này với giá là 120.000 đồng, với lưỡi dao dùng cho tay phải. Chiều dài lưỡi là 13.7, bản rộng cái này là 3.8, độ dày, dày cái này sắt cán là 3 ly rưỡi, về mũi nó còn 3 ly. Phía lòng trên này nó có một chút ám gỉ bề mặt. Những cái ưu điểm, nhược điểm mình sẽ cố gắng thật chi tiết. Usuba lưỡi dùng một bên, cực kỳ bén, 120.000 đồng. 39-42, một cây dao của Ebro Brut, sử dụng thép không gỉ nguyên khối, thép molybdenum, khâu đúc, đúc liền với cán và đúc liền với thân dao. Cái mũi dao được thiết kế mặc định,
Có lẽ là cái chủ cũ người ta dùng, người ta chế mũi dao. Cái này có lẽ là một cây Gioto. Bởi vì mình không thấy một cái dòng Eboluporus nào có cái dáng của một cây Kiritsuke này. Tuy nhiên thiết kế như này rất là hay. Chiều dài lưỡi là 22.3. Bản rộng là 4.9. Độ dày cái này là hơn 2 ly. Bán 500.000 đồng. Cái này trước có một khách mua đặt cọc 50.000, xong thì do cái vấn đề là anh đấy bảo bà vợ ở nhà nhận hàng, vợ mua cái dao đắt tiền quá vợ không nhận, mình không có trách nhiệm trả lại 50.000 đó. 39 gạch 43 là một combo gồm 3 cây, hàng rất là ít gặp, mình có combo 3 cây đủ bộ cho những người dùng tay trái, đó là một cây Usuba, một cây đề ba và một cây sashimi. Thường tay trái thì nó chỉ có những cái dòng này thôi, còn nakiri thì nó mọi người dùng tay trái và tay phải đều được. Thứ nhất là một cây Usuba, cây này lưỡi rất là dài của thương hiệu Kiza. Kiza nếu mà nakiri thì họ thường đóng mộc truyện rõ ràng là thép giấy xanh, còn với những cái dòng Usuba và đề ba thì mình không thấy đóng mộc truyện. Tuy nhiên cũng có thể biết rằng là cái hãng của nó cao cấp, và mình cũng đoán đến 80% 90% là sử dụng loại thép giấy xanh. Combo này là đều là khâu sừng hết, cán gỗ khâu sừng, cán và khâu hình chữ D, lưỡi dài. Chiều dài lưỡi là 19.9. Bản rộng sắt cán cái này là 4.7. Độ dày là 4 ly. Về mũi còn 3 ly. Một cây Usuba tay trái tuyệt đẹp. Ít gặp cái dòng kích thước dài như vậy. Độ bén của Kiza thì thép giấy xanh thì tuyệt vời rồi. Mình thuận tay phải test dao lưỡi tay trái, nó hơi ngọng một chút. Còn đúng bài của nó phải dùng tay trái như này, cắt nó hơi ngượng tay. Là cây thứ nhất. Cây thứ hai là một cây đề ba của Kiza, cán gỗ khâu sừng, kích thước cũng rất là khủng, hai lớp thép mộc truyện của Kiza, rất là dễ nhận biết, cán và khâu hình chữ D, khâu còn rất là đẹp, tình trạng dao còn như mới. Chiều dài lưỡi là 18.1, bản rộng cây đề ba này bản rộng tới 5.4. Độ dày mình đo là độ dày sắt cán cái này là 7 ly. Đây là bề mặt lòng bên trong của tay trái mà còn giữ được tốt như vậy. Test đề ba bằng tay phải, nó hơi ngượng tay. Test bằng tay trái. Dùng xử lý cá tuyệt vời. Và cây thứ ba là một cây sashimi, cán gỗ khâu sừng. Cây này thì nó không phải của Kiza và hình như là có lẽ là của Takeuchi. Mình không rành lắm bởi vì chữ là nó viết theo kiểu thư pháp, nó hơi uốn lượn, hoa mỹ. Cán gỗ khâu sừng, cán và khâu hình chữ D. Chiều dài là 23, chiều dài lưỡi. Bản rộng là 3. Độ dày sắt cán cái này 4 ly rưỡi. Về mũi là còn 2 ly rưỡi. Lõi dao lượn sóng rất là đẹp. Cây sashimi mà sống dày đến 4 ly rưỡi là rất là ít. Ở combo này mình bán 3 cây là 2 triệu 600 nghìn đồng. 39 gạch 44. Một cây Gyuto của Takazuki. Thép không gỉ 240, made in Japan.
cái logo đặc trưng của hãng. Cán này, cán nhựa có cái logo đặc trưng của hãng. Chiều dài là 23.8. Có thể họ dùng mòn còn 23.8, bản rộng là 5. Độ dày cái này là 2 ly rưỡi. Về mũi là gần 2 ly. Giá bán là 500.000 đồng. Thép không gỉ. Kích thước dài cầm cái dao nó rất là trường dao. 39,45, một cây sashimi thép carbon, hai lớp thép dùng cho tay phải. Mộc truyện chữ khắc thủ công. Đường phân tách lõi rất là đẹp. Cán hình chữ D, khâu là khâu đồng thau. Cái này mình không tháo được bởi vì nó rất là cứng, có lẽ là cái tang cán của nó phải sâu, rất là sâu như này. Thường những cây như vậy khó tháo nhưng mình không xử lý được, vệ sinh sát cán được. Tuy nhiên tình trạng còn rất là tốt. Chiều dài lưỡi là 20.6. Bản rộng là 2.8. Độ dày, dày sát cán cái này là 3 ly rưỡi. Mình bán cái này là 250.000 đồng. Mày video có một cây sashimi tay trái và một cây tay phải. 39,46, một cây dao chặt của Sakai Takazuki. Bên đây là chữ bằng tiếng Anh này, checkmark này, Takazuki này. Bên đây là chữ bằng tiếng Nhật. Sử dụng thép không gỉ. Cái này có thể chặt gà vịt được. Và để an toàn hơn thì các bạn mài dày hơn một chút, tức là nâng cái góc mài giữa đá và dao. Đây là góc mài hẹp này, dùng cho dao thái. Còn khi các bạn muốn chặt thì các bạn nâng góc mài lên, nó sẽ đứng lưỡi hơn một chút, chặt nó sẽ yên tâm. Mình đang thiết kế là có thể chặt được và thái. Chiều dài lưỡi là 21.3. Bản rộng cái này là 8.8. Độ dày cái này là gần 3 ly. Thép không gỉ. Cán này thì bên mình thay bằng cán, cái này bị hư cán, mình tình trạng giao bãi hư cán, mình thay bằng cán gỗ hương đá và chốt bằng đồng thau, cực kỳ thẩm mỹ, đẹp, độ chắc, lấy lại độ chắc và không bị hở. Giá bán là 1,5 triệu. 39,47, một cây dao, một cái dáng dao của cái này có thể gọi là dáng Santoku hoặc là dáng một cây đề ba thái, đề ba dạng thái, nhưng mà chính xác hơn thì gọi đó là một cái dáng của một cây dao thái bản lớn, dáng Santoku lớn. Hai lớp thép, đây là đường phân tách giữa lớp thép. Bên này còn cái lớp ram chống gỉ. Cái này là như mình chia sẻ trước đây là trong họ hàng có công việc làm cỗ, mình có mang về khoe dùng thử. Một người phụ nữ họ dùng, họ chuyên về thái thôi, thì họ dùng, họ chặt chặt gà. Mình xử lý lại cái vết mẻ đó. Cái này dùng thái thì tuyệt vời, kích thước của nó còn nguyên bản. Chiều dài lưỡi là 23, bản rộng là 6.8. Độ dày, dày của nó là 4 ly rưỡi. Về mũi là còn 2 ly rưỡi. Hai lớp thép. Bản lớn. Thái cái này thì cực kỳ đã, nó rất là bén, mình sẽ kiếm một tờ giấy rất to hơn. Chuyên về thái. Dùng cho các bạn làm nhà hàng hoặc là dùng quy mô gia đình. Tuyệt vời. 1,2 triệu cho cây này. 39,48 là một cây Nakiri, ba lớp thép. Cái này có lớp lõi rất là lạ, lõi kháng gỉ rất là cao, thậm chí là không gỉ và ốp không gỉ.
chữ khắc thủ công nó đã bị mờ. Lõi rất là lạ, đẹp, gợn sóng. Chiều dài là 16.4, bản rộng 4. Cái này nó dày từ trong, mỏng dần về mũi. Đi ra khỏi cán thì nó còn độ dày là 2,5 ly. Mình bán 300.000 đồng. Thái rất là bén. 39-49, một cây Santoku, 3 lớp thép. Cái này sử dụng lõi thép giấy xanh. Ốp không gỉ, ốp có hoa văn, rất là đẹp. Hoa văn của nó rất là nổi bật và thẩm mỹ. Cái lớp hoa văn này nó cũng có tác dụng chống dính. Lõi thép giấy xanh, đóng rõ ràng. Chiều dài lưỡi là 17.5. Rộng sắt cán cái này là 4.2. Độ dày của nó là 2 ly. Giá bán là 500.000 đồng. Thép giấy xanh thì nó bén khủng khiếp. Cái này chỉ dùng để thái, lóc, cán hơi hở nhẹ một chút, cho nên mình bán với giá là 500.000 đồng. Hở không đáng kể, cứ để vậy dùng thôi. Và cuối cùng của video ngày hôm nay là 39-50, cũng là một cây Petty thép giấy xanh, ốp không gỉ, ốp rất là hoa văn, rất là thẩm mỹ. Mình rất thích cây này và mình muốn để cây này sử dụng. Tuy nhiên thì nó kích thước nó hơi hạn chế. Cây này chỉ dáng một cây Petty thôi, trong khi đó là Petty mình đã có một cây đang sử dụng rồi, rất là ưng ý. Một cây hoa văn rất là tao nhã. Tuy đơn giản nhưng mà nó toát lên một cái gì đó rất là tao nhã của người Nhật, cái văn hóa Nhật. Mình rất thích cái này với hoa văn của nó. Đẹp. Betty. Sử dụng lõi thép giấy xanh. Ốp không gỉ. Ốp hoa văn rất là nổi bật và thẩm mỹ. Chiều dài lưỡi là 14.1. Bản rộng là 3.4. Độ dày 2 ly. Cái này mình cũng bán là 500.000 đồng, còn rất là đẹp. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0959 068 323. Xin chào các bạn.